Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận ma nhai tại danh thắng Quỳnh Sương là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đến giờ buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Giáo dục Văn phòng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Miki Nozawa. Về phía Thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thành ủy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Chương trình còn có sự tham gia của các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Mà nhảy ở danh thắng Hoành Sương là một hệ thống gồm 78 văn bản, bằng chữ Hán và chữ Nôm, được khắc trên vách đá và hang động của danh thắng Hoành Sương, với nội dung đa dạng, hình thức độc đáo, cùng nhiều thể loại văn học của các vị vua quan triều Nguyễn cao tăng, trí thức, có niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 20. Với giá trị ý nghĩa như vậy, vào ngày 26 tháng 11 năm 2022, tại hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban chương trình Ký ức Thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà nhày tại danh thắng Ngũ hành Sơn đã được công nhận là di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bàn công nhận mà nhày tại danh thắng Ngũ hành Sơn là di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Thêm một di sản văn hóa vô giá mà ông cha ta đã sáng tạo, bồi đắp, gìn giữ, trao truyền lại cho con cháu, được bình danh, được cam kết giữ gìn để tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy văn minh dân loại đồng thời cũng là điểm nhấn giúp giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc, điểm đến du lịch của địa phương với cộng đồng trong nước và quốc tế. Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ nỗ lực để thực hiện tốt nhất sứ mệnh bảo vệ và phát huy giá trị ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, xứng tầm với vị thế của một di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng chính thức giao trách nhiệm cho sở văn hóa và thể thao ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn và các đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp và các phương pháp để quản lý bảo tồn danh thắng ngũ hành sơn nói chung và ma nhai ngũ hành sơn nói riêng với định hướng bền vững lâu dài và hiệu quả